Ăn mỗi ngày một quả dưa chuột, nhận ngay 13 lợi ích sức khỏe quý như vàng. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, như mọi người đã biết rằng, dưa chuột được trồng rất nhiều nơi trên thế giới và có nhiều kích cỡ, hình dạng, màu sắc rất khác nhau. Dưa chuột là loại quả khi ăn vào không chỉ mang đến cho bạn cảm giác tỉnh người trong những ngày nắng nóng, mà còn là loại quả có lượng calorie rất thấp. Dưa chuột còn chứa rất nhiều vitamin C, một loại vi chất giúp cho làn da của bạn tươi sáng và khỏe khoắn. Hơn nữa thì dưa chuột còn cung cấp nước cho cơ thể bạn với 95% nước trong mỗi quả. Không chỉ đơn thuần là món ăn cung cấp nước, dưa chuột còn có nhiều giá trị dinh dưỡng bất ngờ. Mỗi ngày ăn một quả, chúng ta sẽ nhận được ngay 13 lợi ích sức khỏe quý như vàng. Đó là những lợi ích gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, giảm cân. Dưa chuột là một trong những thực phẩm có chỉ số calo rất thấp, nên ai muốn giảm cân thì hãy bổ sung ngay dưa chuột trong khẩu ăn. Trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình, theo ước tính, trong một chén dưa chuột có thể cung cấp khoảng 13 calo. Tuy nhiên, dưa chuột lại có chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa nên giúp cải thiện các dấu hiệu đường tiêu hóa và giúp bạn giảm cân. Bạn chỉ cần uống một ly nước sinh tố dưa chuột mỗi ngày vào lúc đang đói sẽ không cảm thấy thèm ăn. Nếu bạn đang cố gắng để giảm cân nhưng không thấy có dấu hiệu khả quan nào, hãy thử uống nước dưa chuột hàng ngày, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Thứ hai, giải độc. Giải độc cơ thể thoạt đầu nghe có vẻ nhàm chán, nhưng việc này không hề mang lại phiền toái chút. Muốn giải độc cơ thể hiệu quả, bạn cần ăn nhiều loại rau quả, đặc biệt là bổ sung nước dưa chuột vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Nước dưa chuột tươi hay nước ép đều có tác dụng đào thải chất dư thừa ra khỏi cơ thể và kích thích các cơ quan thanh lọc, giúp việc đào thải chất độc nhanh hơn. Dưa chuột có nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể đủ nước và khỏe mạnh, loại bỏ các gốc tự do trong máu, giảm cảm giác thèm ăn trong chế độ ăn uống giải độc. Thứ ba, tác dụng tốt cho các khớp. Dưa chuột có thể cung cấp cho cơ thể thêm silicium. Nó có tác dụng tốt đối với khớp, tăng cường mô liên kết. Ngoài ra, nó còn giúp bạn giảm nguy cơ mắc gút và viêm khớp. Trong dưa chuột có nhiều vitamin K, giúp làm giảm nguy cơ gãy xương ở cả nam và nữ khi về già. Vitamin K cũng rất quan trọng đối với việc đông máu, nên việc hấp thụ đủ vitamin K là vô cùng quan trọng. Nếu không, quá trình đông máu của bạn có thể bị phá vỡ. Thứ tư, giảm cholesterol trong máu. Dưa chuột như bạn biết, được trồng nhiều nơi trên thế giới do có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Dưa chuột có nhiều kích cỡ, hình dạng, màu sắc rất đa dạng. Nhưng dù thế nào, dưa chuột cũng chứa rất nhiều nước, chất xơ, vitamin và nhiều chất khác có lợi cho sức khỏe. Trong dưa chuột có chứa nhiều sterol giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu, hạn chế quá trình oxy hóa của các động mạch và làm giảm khả năng bị tắc nghẽn. Do đó, bạn hãy bổ sung dưa chuột mỗi ngày. Thứ năm, chống táo bón. Trong dưa chuột có nhiều nước và chất xơ, có tác dụng làm tăng nhu động ruột, có khả năng chống táo bón hiệu quả. Nhai dưa chuột hàng ngày giúp cho răng của bạn được tập luyện và tốt cho hệ tiêu hóa. Bạn sẽ thấy tác dụng rõ rệt của dưa chuột với tiêu hóa sau khi bạn ăn đều đặn từ 2 đến 3 ngày. Để chống táo bón, bên cạnh việc ăn dưa chuột sống mỗi ngày, bạn cũng có thể uống nước ép dưa chuột. Ăn salad dưa chuột cũng có tác dụng tương tự. Thật đơn giản để trị chứng táo bón phải không nào? Thứ 6, tốt cho da. Trong dưa chuột có nhiều vitamin E, có khả năng trung hòa độ pH tự nhiên của da và giúp liền sẹo nhanh. Ngoài ra, trong dưa chuột còn có các chất chống oxy hóa, thúc đẩy tái tạo tế bào, giảm các tác hại do gốc tự do gây ra. Nếu uống nước dưa chuột, có thể khiến làn da sạch và khỏe mạnh, căng mịn. Trong nước dưa chuột có chứa silica, giúp làm dịu làn da và cơ bắp, rất tốt trong việc giữ cho làn da sáng mịn và giữ cho các mô cơ khỏe mạnh. Để làm đẹp da từ dưa chuột, bạn có thể ăn dưa chuột sống, ăn salad, uống nước ép dưa chuột và đắp mặt nạ dưa chuột. Thứ 7, tốt cho thận. Dưa chuột được coi là phương thuốc tự nhiên để làm sạch thận, thậm chí là làm tan sỏi thận nhỏ. Nó chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp duy trì thận và bàng quang khỏe mạnh. Bên cạnh đó, dưa chuột giúp loại bỏ axit uric dư thừa trong cơ thể và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Bạn có thể chế biến dưa chuột bằng cách dùng salad hay nước ép để tăng đào thải chất cặn bã trong cơ thể. Đó có thể là nguồn gốc của sỏi thận. Dùng dưa chuột để hạn chế nguy cơ sỏi thận quá đơn giản nên bạn hãy dễ dàng thực hiện mỗi ngày. Thứ 8, giúp hơi thở thơm mát. Hôi miệng là do các vi khuẩn trong khoang miệng gây ra. Dưa chuột có khả năng tiết nước bọt trong khoang miệng, giúp rửa trôi các vi khuẩn gây mùi hôi. Bạn có thể nhai miếng dưa chuột trong khoảng 15 đến 20 phút để làm sạch nướu và giảm sự có mặt của các tác nhân gây bệnh. Một món ăn vừa giải nhiệt vừa ngon miệng lại giúp phòng và chữa chứng hôi miệng.
còn chần chừ gì mà bạn không chuẩn bị sẵn trong gian bếp của nhà mình. Thứ 9, giúp điều hòa huyết áp. Trong dưa chuột có chứa magie, kali và chất xơ giúp điều chỉnh mức huyết áp. Nếu bạn không kiểm soát huyết áp, bạn có thể bị tim mạch, thận, giảm thị lực và đột quỵ. Dưa chuột có chứa kali nên nó giúp điều chỉnh huyết áp một cách tự nhiên. Ngoài ra, dưa chuột không chứa natri nên có thể sử dụng để giảm huyết áp. Nếu bạn ăn những loại thực phẩm giàu natri, bạn có thể bị tăng huyết áp. Dưa chuột là lựa chọn tuyệt vời để giảm và điều hòa huyết áp. Thứ 10, cung cấp nước cho cơ thể. Chúng ta đều biết rằng 70% cơ thể người là nước, do đó nếu tình trạng mất nước xảy ra sẽ vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh việc bổ sung bằng việc uống nước lọc mỗi ngày, chúng ta còn có rất nhiều cách khác. Trong đó ăn các loại quả là một biện pháp bổ sung nước hữu hiệu. Dưa chuột chứa tới 95% thành phần là nước, giúp da tránh tình trạng mất nước, giữ ẩm và giúp cơ thể thải độc tố. Bạn có thể bôi hoặc đắp dưa chuột lên da vì trong dưa chuột có chứa nhiều vitamin C, cung cấp đủ cho 10% nhu cầu hàng ngày của bạn. 11. Phục hồi thị lực. Đôi mắt thu hút sự chú ý nhất khi chúng ta nhìn ai đó, do đó giữ cho đôi mắt khỏe mạnh và đẹp nên là một phần của chế độ chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Dưa leo là một trong những thành phần làm đẹp hiệu quả trong chăm sóc mắt. Rất nhiều người đặt lát dưa leo vào mắt, đó là một cách chăm sóc da vùng mắt tuyệt vời. Nó ngay lập tức làm mắt tươi mới và giúp cho đôi mắt hết mệt mỏi. Dưa leo có thể giúp làm dịu da dưới mắt và giảm sưng. Ngoài việc đắp các lát mỏng dưa chuột lên mắt giúp làm giảm bọng mắt, các chất dinh dưỡng trong dưa chuột còn khiến bạn có cảm giác mắt nhẹ và nhìn trong hơn. 12. Ngăn ngừa ung thư. Dưa chuột giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa tạo ra các gốc tự do, có thể dẫn đến một số loại bệnh mãn tính. Không những vậy, loại quả này còn chứa hàm lượng cao lariciracinon, pioresinon và secoisolariciracinon là ba vi lượng được các nhà khoa học đánh giá có khả năng ngăn ngừa ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung và ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, dưa chuột chứa kali, magie và vitamin K. Theo Food Data Central, ba chất dinh dưỡng này rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. 13. Tốt cho người tiểu đường. Người bệnh tiểu đường cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Dưa chuột là loại thực phẩm được nhiều người bệnh tiểu đường lựa chọn không chỉ bởi giá trị dinh dưỡng, mà còn vì một số nghiên cứu cho thấy rằng dưa chuột có thể giúp hạ đường huyết. Nhiều người bệnh tiểu đường cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Dưa chuột là một trong những lựa chọn hợp lý trong chế độ ăn của người bệnh nhờ chứa hàm lượng carbon hydrate rất thấp. Do đó, có thể ăn dưa chuột hàng ngày mà không lo làm tăng đường huyết. Bệnh nhân tiểu đường nên ăn nhiều dưa chuột bởi nó chứa một loại hormone cần thiết cho các tế bào của tuyến tụy sản xuất ra insulin. Thưa quý vị, dưa chuột từ lâu đã trở thành quen thuộc trong tủ lạnh của mỗi gia đình vì sự bổ dưỡng và tính đa dạng trong chế biến, trang trí món ăn. Không chỉ thế, dưa chuột còn là một loại quả vàng trong làm đẹp với rất nhiều công dụng. Ngay sau đây, An Tâm Sống Khỏe sẽ bật mí cho quý vị những công thức mặt nạ làm đẹp từ quả dưa chuột hiệu quả nhất. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, mặt nạ dưa chuột và cà chua. Rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một thìa cà phê nước ép dưa chuột, trộn đều cùng một thìa cà phê nước ép cà chua. Dùng bông thấm hỗn hợp xoa nhẹ vào cuồng thâm trong mắt. Lưu ý không để dính vào mắt. Trong 30 phút rồi rửa sạch với nước ấm, các cuồng thâm quanh mắt sẽ bị đánh bay chỉ sau vài lần thực hiện. Thứ hai, mặt nạ dưa chuột, chanh tươi. Bạn trộn 3 thìa cà phê nước ép dưa chuột, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 1 thìa cà phê nước hoa hồng, loại nào cũng được miễn là bạn thấy hợp với da mình. Trộn đều rồi dùng hỗn hợp massage nhẹ nhàng lên da trong 30 phút. Mặt nạ có tác dụng trắng da, xe khít lỗ chân lông rất hiệu quả. Thứ ba, mặt nạ dưa chuột, sữa tươi. Mặt nạ này có tác dụng làm da tươi sáng, tăng sức sống cho da, da hồng, khỏe mạnh hơn. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn đều nước ép dưa chuột với sữa tươi theo tỷ lệ 1:1, massage nhẹ nhàng lên trên mặt theo vòng tròn trong 20 phút, rửa lại với nước ấm. Thực hiện 2 lần trên ngày, sau 3 đến 4 ngày, bạn sẽ thấy da mình có sức sống hơn hẳn. Thứ tư, mặt nạ dưa chuột, mật ong. Mặt nạ dưa chuột mật ong chống lão hóa da hiệu quả. Những nếp nhăn sẽ dần dần được xóa sổ và thay vào đó là một làn da trắng mịn, hồng hào, căng tràn sức sống. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn đều 3 thìa cà phê nước ép dưa chuột với 1 thìa cà phê mật ong. Có thể cho thêm 1/2 thìa cà phê nước hoa hồng sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Rồi dùng hỗn hợp này massage nhẹ nhàng lên mặt trong 30 phút. Massage kỹ những vùng có nếp nhăn rồi rửa mặt sạch với nước ấm.
nên thực hiện 2 lần một ngày, đều đặn thì mới có kết quả tốt. Thứ 5, mặt nạ dưa chuột, lòng trắng trứng, nghệ, gừng. Cho vào máy xay sinh tố một quả dưa chuột non, một lòng trắng trứng gà, một thìa cà phê bột nghệ, một thìa cà phê gừng tươi gọt vỏ, rồi xay nhuyễn. Sau đó sử dụng hỗn hợp này đắp lên mặt, thư giãn trong 30 phút, sau đó rửa mặt sạch với nước ấm. Mặt nạ có tác dụng trị mụn, giảm các vết thâm do mụn gây ra một cách nhanh chóng. Thứ 6, mặt nạ dưa chuột, mướp đắng. Cho một quả dưa chuột vào một quả mướp đắng vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Dưa với mướp phải tươi và còn non, mướp đắng lấy cả hạt. Lọc lấy nước cốt, rồi trộn đều với 2 thìa cà phê nước cốt chanh, 2 thìa cà phê mật ong. Bạn sẽ để hỗn hợp trong tủ lạnh 1 đến 2 giờ, rồi lấy ra, massage nhẹ nhàng lên da. Đặc biệt là những vùng da bị nám trong 20 phút, rồi rửa sạch với nước ấm. Mặt nạ có tác dụng trị nám da rất hiệu quả. Bạn dùng mặt nạ 3 giờ trên lần, đều đặn trong một tuần là đã thấy các vết nám mở đi trông thấy. Sau khi hết nám, bạn có thể dùng 2 lần trên ngày để ngừa bị nám trở lại. Lưu ý là bạn cần làm mặt nạ mỗi ngày vì mặt nạ chỉ bảo quản được trong tủ lạnh 1 ngày. Sau 1 ngày, mặt nạ sẽ không còn tác dụng. Thưa quý vị, những loại mặt nạ từ dưa chuột có tác dụng rất tốt nhưng không thể bảo quản lâu dù bạn có đặt trong tủ lạnh. Vậy nên, hãy làm trước khi sử dụng để có thể có kết quả tốt nhất. Quý vị hãy lưu ý điều này nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.